Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền thông của Giáo phận Xuân Lộc, Nhịp sống Giáo phận. Sáng Chủ nhật màu hồng của tuần thứ tư mùa chay, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đón tiếp hơn 900 quý thầy cô và những người làm công tác trong ngành giáo dục trong toàn giáo phận tề tựu về bên Mẹ Núi Cúi. Tại nơi đây, quý thầy cô và anh chị em gặp gỡ nhau, được hồi tâm, được lắng nghe chia sẻ và nhất là được ở gần bên Mẹ Núi Cúi. Đa phần quý thầy cô công giáo và một số ít quý thầy cô thuộc tôn giáo bàn, nhưng tất cả cùng đến vì lòng yêu mến Đức Mẹ. Đúng 7:45, chương trình được bắt đầu bằng giờ cầu nguyện với những bài thánh ca mùa chay với giai điệu nhẹ nhàng du dương như muốn hướng lòng mọi người trở về cùng Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Tiếp đến, cha Giuse Tạ Duy Tuyền, đặc trách ngành giáo dục giáo phận, đã tuyên bố khai mạc ngày tĩnh tâm mùa chay thánh năm 2023. Kế đó, quý thầy cô cùng vui mừng đón chào Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Trong bài nói chuyện, Đức cha đề cao và trân trọng nghề giáo bởi đây là một nghề hết sức cao cả, nghề ươm người hay trồng người. Và còn hơn cả một nghề, Đức cha hướng quý thầy cô đến một sứ vụ được chính Thiên Chúa trao phó để giúp các em học sinh từ một mầm non trở thành một cây đại thụ. Qua quý thầy cô, các em không chỉ đón nhận được kiến thức mà còn học được từ gương sáng. Bên cạnh đó, Đức cha Giuse còn chia sẻ về Đức Mẹ Núi Cúi, đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, và Đức cha hướng lòng mọi người lên cùng Mẹ, cùng dâng cho Mẹ của lòng thương xót những khó khăn của cuộc sống đời thường. Phần nói chuyện chuyên đề Người giáo viên với việc giáo dục thế hệ trẻ thời 4.0 do cha Francisco Nguyễn Minh Thiệu, giám đốc cộng thể Đông Bosco Tân Cang chia sẻ với quý thầy cô. Sau đó, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh cũng chia sẻ về chương trình mục vụ của năm 2023, chương trình của giáo phận. Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm ngành giáo dục năm nay chính là thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận chủ tế tại linh đài Đức Mẹ Núi Cúi. Trong thánh lễ, Đức cha chia sẻ về tầm quan trọng của đạo đức trong việc giáo dục thế hệ trẻ ngày hôm nay. Làm sao có thể hướng lòng các em học sinh lên Chúa Giêsu, đấng là tình yêu và là nguồn mọi điều thiện hảo. Thánh lễ kết thúc cũng là giây phút quý thầy cô quyến luyến chia tay trước khi ra về, trao cho nhau những cái bắt tay và nụ cười hẹn ngày tĩnh tâm mùa chay năm sau. Một số thầy cô còn ở lại kính viếng Đức Mẹ Núi Cúi.